thể trong vòng 3 năm, việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đường thủy được tập trung đẩy mạnh. Theo thống kê, ngành chức năng đã xử phạt hơn 75.000 vụ vi phạm, thu 18 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động của 11 bến thủy. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông đường thủy được kéo giảm ở cả 3 mặt, số vụ, số người chết và số người bị thương. Chỉ tính trong tháng 4 đầu năm 2013, thành phố đã giảm gần một nửa số vụ tai nạn giao thông thủy so với cùng kỳ năm ngoái, không có người chết và người bị thương. Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, thì cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước được triển khai từ năm 2011 đến năm 2013 đã phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình văn hóa giao thông thủy từng bước được hình thành, 25 bến khách ngang sông an toàn được thành lập và duy trì. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông thủy trên địa bàn được ổn định, ý thức của cộng đồng dân cư ven sông hay kênh rạch và thuyền viên từng bước được nâng cao.